Trung tâm Công nghệ Thông tin, tên giao dịch quốc tế Information Technology Center là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức, thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nhiệm vụ tin học hóa quản lý hành chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin gồm Giám đốc và các phó giám đốc. Bốn phòng chuyên môn là phòng tổ chức hành chính và đào tạo, phòng kế hoạch tài chính, phòng công nghệ thông tin, phòng thông tin truyền thông và quan hệ công chúng. Ba tổ chức trực thuộc là trung tâm dữ liệu, văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, báo điện tử Tổ quốc. Về hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm được đầu tư và quản lý các thiết bị mạng hiện đại như switch, router, wifi, firewall, hệ thống NAT. Bên cạnh đó, Trung tâm Công nghệ Thông tin cũng quản lý lượng lớn các máy chủ với cấu hình cao để phục vụ cho việc vận hành các ứng dụng tin học hóa hành chính, website, phần mềm nội bộ của Trung tâm nói riêng cũng như các đơn vị trực thuộc bộ nói chung. Về ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay Trung tâm đang quản lý và vận hành 3 phần mềm thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm phần mềm lịch họp, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống phần mềm dịch vụ công bước 3. Với hệ thống thông tin, Trung tâm hiện đang quản lý và vận hành các website, cổng thông tin của Bộ, báo điện tử Tổ quốc, mạng thông tin văn hóa, các chuyên trang như dân tộc, di sản xanh, di sản thế giới, lễ hội. Ngoài ra, Trung tâm Công nghệ Thông tin còn vận hành các website, các cục vụ viện như Cục Bản quyền tác giả, Cục nghệ thuật biểu diễn, vụ đào tạo, vụ thi đua khen thưởng. Tiến tới, để hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Công nghệ Thông tin sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đặt tại trung tâm nhằm tích hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu của toàn ngành.